mua tàu chiến hạm thị xã Gò Công danh Tiền Giang có dần với đào tề xếp phái tàu bách tàu căn bài trăm công trình kiến trúc mãi lệnh rồi út tế vắng lù khoi dìm tế kiến trúc kháng bạch út tế béo mài cứu tế công trình mài phiền giang tàu thúc bến chạng tế vắng mài dìm nát tế đào miền bình láo dạo dìm Gò Công trên dồn liều với mạng khiếu bình kháng tế dìm dành để tổng bách ánh hàng tuần ánh bài dìm tế khu dìm. Thị xã Gò Công sang Tiền Giang năm tống cấu mày tế công trình kiến trúc mày lầu dâm tề đào phần Nam. Để khít bê cố phố mình bằng cố nhà thờ giáo sứ Thanh Tâm dâm thị xã Gò Công. Nói năm bèo thờ nay chế liệp bị kháng giết trên chút bếp phế chiệp. Mới lệnh dìm ú Gò Công với dìm liềm Mỹ Tho, này bếp mày làm Tiền Giang, Đông An kiểu Đồng Tháp. Nếp bếp dìm chim tí bèo thờ mày lào nhất kiểu mày năm búa, dìm ú kiến trúc mày lào, dìm ú bèo thờ công giáo dìm Việt Nam. Kiếu tí kiến trúc cơ thiết bếp bèo thờ giáo xứ Thánh Tâm này bếp công trình tôn giáo bài xuôi nhất diêm út thị xã Gò Công. Đầm phiền chim phúc nái bé cốt diện tình trường chim út Gò Công nái bé dẹt chim tí diện thanh khô nhiết thức chế liệp tại dết chim út phai nam bộ riêng này chim út tiểu kéo Nguyễn Văn Công nái bé út tên nhảy cốt quần chim thị xã Gò Công chim út quần tống xe mạng quang bản thân mình cảm thấy rất là tự hào. Chứ tàu hai khẩu khẩy vậy khác dâm của Nhu Gò Công anh bài về non béo bài lào bài ruồi để kiến trúc hôm nay chưa thúc mãi chấm đạn biển khét tháo léo dèo. Năm biết rốt phụ khai chế liệp bề kháng chết trên bếp 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 dẹp tha kháng chết trên bếp 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 dẹp dìm tống quán bài bù trên trí vườn. Năm béo nói chế liệp ơi canh kiến trúc văn bình chìm của dịch bung này bếch khách chú tiếp biàng canh đáng kìa bung bếch nồng kháng trộm bàn dìm pháp kiếu mại tế tiểu dìm pháp đồng tài ký chuồng tài. Thank you.
Lăng hoàng gia tức chế liệp bị kháng chết trên bếp bếp nghị triệp lộ với năm tống chuống của quần châu diêm ước hợp Phạm Đăng. Nói bếp dòng khó bài công xích khoi khoang kế bếp liệp có lăng diêm ước tề đau gõ công. Ông Phạm Đăng Khương này biết cố tề dung chiêm cố Phạm Thiệt Hằng này biết hoàng thái hậu từ dụ. Ước khích dung các cố tờ chú này chế mày úp quần há để ánh viang chiếu bịa nay nhiều tóm nay cho nên ông bà mới đặt cho cháu là hắn này cũng ông cố chỉ coi năm búa hiểu bế hàng. Ông Phan Đăng Khương dây cốt cháu đại thức cháu ai cành thăng vắng dân non lập dù bếp kháng kiệt cốt to bèn sen. Ước tế vắng mày kháng ước hàm bánh tổng chức thức cháu bến chàng phê tàu cụ ồn kéo bia tàu kỳ lên. Này biết kháng buôn bày cố vắng mà lống rồi giam cố họ Phạm Đăng. Này tiếp béo ra mày lầu kiếu tế chiêu tế cứu tế kiến trúc mài nay đã chốt bên chàng tiếp vắng bài rồi buồn diệt gò công.